Hồi đó tôi thọ năm giới, thầy tôi truyền giới, tôi nhớ dai lắm. Thì quy y Phật, quy pháp, quy tăng, thì thầy mới giải thích là quy y Tam Bảo, Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì. Thì tôi nhớ thầy tôi mới nói pháp là thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Tôi nhớ cái câu đó. Như vậy đó, để chúng ta thấy rằng bệnh của chúng sinh thì có hai thứ bệnh. Bệnh thân là một, bệnh tâm là hai. Thế thì thuốc ở ngoài thế gian đó, ta bán để mình trị thân bệnh chứ còn tâm bệnh trị không được. Bây giờ quý vị nào tham lam, quý vị ra cái tiệm thuốc, quý vị nói bán cho tôi cái thuốc gì tôi uống tôi hết tham. Rồi mấy người đó họ trả lời quý vị sao? Nói vô chùa Hoằng Pháp á. Chứ đây không có. Đấy nè, thuốc mà uống hết tham sao mà ai nào bán được. Như vậy để chúng ta thấy rằng Đức Phật là một vị đại y vương. Ngài còn một cái biệt hiệu nữa là đại y vương, vô thượng đại y vương. Tôi nói cái thuốc đó đó, niệm Phật cũng là thuốc đó, chứ đâu có phải là cái chuyện bình thường. Cái tâm vọng của chúng ta là bệnh, mà cái pháp môn niệm Phật này là thuốc. Nhờ cái pháp môn này mà trị cái tâm vọng của chúng ta. Ở trong giải thâm mật nói thế này: Ngọc Mani dìm vào trong chậu nước đục thì chậu nước đục hóa thành nước trong. Thế thì nước đục không thể hóa được, mà do cái sự màu nhiệm của Ngọc Mani. Chứ còn tự nhiên tức là nước đục mà hóa thành nước trong là không thể trong được. Danh hiệu niệm Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh thì tâm mê của chúng sinh hóa thành tâm tịnh, không thể tự nó hóa được. Quý vị suy nghĩ thử coi, không thể là cái tâm mê của mình, tâm vọng của mình nó tự nó hóa được, mà do màu nhiệm của pháp môn niệm Phật. Màu nhiệm của pháp môn niệm Phật thì tâm mê hóa thành tâm tịnh. Như vậy là thuốc chứ gì. Như vậy cái ông thầy thuốc ở ngoài thế gian đó gọi là lương y, thần y, nhưng mà chưa được là vô thượng đại y vương. Bởi vì cái ông thầy thuốc của thế gian đó là có thể thay tim được, thay thận được, làm cho cái bệnh nhân này kéo dài thêm cái mạng sống 10 năm, 15 năm, nhưng mà người đó cũng phải chết. Chứ không phải thay tim rồi sống mãi mãi được, thay thận rồi sống suốt đời được, nhưng mà kéo dài thêm cái mạng sống được 5, 10 năm nữa. Như vậy là giỏi rồi, thần y rồi, lương y rồi. Nhưng mà họ chưa được là vô thượng đại y vương. Còn thuốc của Đức Phật đó là chữa bệnh, nhưng mà chữa tâm bệnh chứ không phải thân bệnh. Hôm đó tôi đi thăm một cái ông đạo hữu ở bệnh viện Việt Pháp, gia đình này tương đối khá giả cho nên con chở mày đưa trong bệnh viện Việt Pháp. Tôi vô tôi thăm thì mấy người con mới nói rằng thầy vô thầy đừng nói gì chết á, ba con không sợ lắm, nhưng mà con cho thầy biết là bác sĩ nói chết rồi đó, nhưng mà thầy vô đừng có nói gì hết. Thì con cháu người ta ở ngoài cửa người ta dặn vậy mà, thôi mình đâu có nói làm chi. Ông mới gặp tôi cũng nói thưa thầy con chết.
Trong bụng tôi nói mấy thằng con ông nó tào lao quá, nó dặn tôi đừng nói chết, mà vô cái ông gặp tôi ông nói chết. Nhưng mà thưa thầy, con đâu có sợ đâu, con có Phật mà, con chết con theo Phật mà, con đâu có sợ. Thưa thầy biết nó đau khủng khiếp luôn mà con niệm Phật, con niệm Phật. Thầy nói đau chừng nào con niệm dữ chừng này, cái tự nhiên nó hết đau. Rồi ông nói với tôi rõ ràng mà. Mà ông bị ung thư gan, đau lắm thầy ơi. Nhưng mà mỗi lần nó lên cơn đau như vậy, con thấy là ông trời 18, 19 ông lần đó, con niệm Phật, cái nó lần lần nó hết. Cho nên con biết rằng con chết, nhưng mà con có cái chỗ nơi chốn con đến, con không sợ gì hết. Thế là mấy đứa con nó sợ dùm ông, mà ông không có sợ chết. Thì như vậy là ông này đó, uống thuốc của nhà thương Việt Pháp, uống qua trời qua đất uống, rồi uống thuốc của Phật ông cũng uống. Nhưng mà cái thuốc của bệnh viện đó nó không có tác dụng, mà cái thuốc của Phật mới có tác dụng. Cái giờ này mới thấy tác dụng, còn bình thường như chúng ta thì không thấy tác dụng đâu. Cái chuyện đây tôi kể vui quý vị nghe, đừng có cười nha. Cái thời chiến tranh ở dưới chùa thầy tôi có làm một cái hầm. Rồi tối bổn đạo chung quanh chùa đó họ mới về chùa họ ngủ, tụng kinh xong rồi mới chung vô cái hầm đó ngủ, sợ súng bắn. Thế thì bữa đó súng bắn thiệt. Thầy trò nó ở trong cái hầm đó, thầy nói niệm Quan Âm đi con. Thì tụi tôi nó niệm Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Quán Thêm Bồ Tát. Thầy của tôi cũng niệm Tầm Thinh Cứu Khổ Quán Thêm Bồ Tát. Ở ngoài thì hai bên đánh mà gần cái đồn, cho nên ở ngoài đó họ tấn công. Cái bà Phật tử tôi trong cái hầm đó Nam Mô Tấn Công Bồ Tát. Thế là chừng bà niệm được vài ba câu Nam Mô Tấn Công Bồ Tát, rồi cuối cùng Nam Mô bỏ chữ Nam Mô Tấn Công Bồ Tát, Tấn Công Bồ Tát. Mà tôi đố quý vị chứ Bồ Tát Quan Thế Âm nghe không? Nghe. Bởi vì nhĩ căn viên thông, chứ Bồ Tát đâu có nghe Tấn Công Bồ Tát đâu. Thế thì ngói ở trên chùa nó đổ rỗn rãng rồi đủ thứ chuyện hết trơn. Thế mà thầy trò tôi trong cái hầm đó là y sì nguyên hiện, không có sao trơn. Tới chừng mà bò ra súng bắn rồi bò ra chùa nát hết trơn, ngói đổ hết trơn, Tấn Công Bồ Tát. Thế thì quý vị biết rằng bữa đó thầy tôi ổng cũng sùng mình lắm chứ. Tụi tôi thì cũng mắc cười mà đâu có dám cười, sợ thầy ổng rầy. Sáng ra cái tôi nói hồi hôm thầy trò mình uống thuốc, ổng nói uống thuốc ở đâu uống mày, Tấn Công Bồ Tát đó. Thế là tôi mới hiểu được cái thuốc của Phật. Như vậy cái người nào, hành giả nào mà tu tập tức là uống đó, tu tập tức là uống, là mình học cái giáo lý đó rồi nhưng mình chưa thực tập. Có nhiều người nói vô thường họ hiểu hết, họ nói rõ ràng không thiếu sót cái gì hết, nhưng mà đến khi vô thường họ bối rối tại vì họ chưa thực tập, thấy không? Bình thường thì nói là vô thường, cái thân này cũng vô thường, vật chất cũng vô thường. Vậy cái đứa cháu nội nó xách cái bình thủy, nó đụng cái góc tường nó bể cái rồi chửi thôi, quá trời. Đâu có vô thường đâu, thấy thường đó. Chứ nếu như lúc đó mình nói thôi con ơi, cái thân của bà nội cũng không ra gì, đồ yêu đó ăn thua gì, rất là vô thường. Mình thực tập, mình học cái giáo lý đó, mình phải thực tập. Mình thực tập mình mới ngộ được. Còn đằng này ra mình học mình hiểu thôi, lý thuyết thôi, nhưng mà khi vô thường nó đến là chúng ta bối rối. Thế thì trong gia đình có người chết cũng khóc rùm ấy chứ, có ai niệm Phật đâu. Mà lúc bình thường thì khuyên người ta niệm Phật, tới gia đình mày có người chết hả họng là
Nó ngộ vậy đó. Như vậy là mình chưa gì, chưa thực tập. Cho nên tôi nói quý vị, pháp là thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Mà bệnh của chúng sinh á, là về tâm á, thì vô số vô lượng bệnh, không phải một thứ đâu. Cái bà bổn đạo của tôi đó, bà cúng thì không bao giờ ai biết hết. Bà gặp tôi đâu đó đi, cái bà nhét vô vậy thôi, cầm nhét vô không ai biết hết. Còn một bà nữa đó thì chờ người ta đông bà mới cúng. Bà cúng bà xè ra từ tờ cho người ta thấy. Có không? Có. Thế thì bệnh chứ gì. Cúng chùa cũng bệnh nữa, chứ không phải cúng chùa mà mạnh đâu. Còn bà nữa thì bà gặp mình cái bà gặt vậy thôi. Còn bà nữa gặp là phải chào hỏi đàng hoàng. Tôi chờ cô mấy bữa nay rồi, mà thiệt không có chờ. Nhưng mà cái bệnh của bà phải chịu như vậy đó. Thầy trụ trì với nó, tôi chờ cô mấy bữa rồi để vô bàn công chuyện này, mà không có chờ móc gì hết á, mà gặp bà phải nói chờ. Không chờ bà hờn mát bà đi về. Cũng bệnh đó chứ. Lại Phật cũng bệnh nữa. Lại thì kế bên vụ trụ trì, chứ lại làm sao nó lại đích của người ta không có lại. Chen vô gần trụ trì mới chịu lại. Cũng là bệnh chứ gì. Thế thì bây giờ tất cả những cái bệnh đó mà mình uống cái thuốc của Phật, uống cái thuốc gì nữa hết, vô ngã cái hết. Phật có dạy cái thuốc vô ngã đó. Bởi vì mình thấy cái ngã mình lớn quá, mình thấy con người mình trọng đại quá, cho nên mình mắc cái bệnh đó. Nè, thế thì cái người đó sân si thì Phật có cái thuốc là nhẫn nhục. Người đó tham lam, Phật có cái thuốc bố thí. Mà chúng sinh đa bệnh cho nên Phật thuyết với Đà Môn. Thì có cái anh đó, anh mới nói thế này. Tôi đi nhiều chùa, tôi thấy phức tạp quá. Tôi nói, ủa, sao chùa có vụ phức tạp nữa anh? Thì chùa này tụng kinh dày tùa, chùa kia tụng kinh kia, chùa kia tụng cái này trước tùa, chùa kia tụng cái kinh sau. Vậy là phức tạp rồi. Thôi cũng được chứ, tưởng đâu chùa ăn trộm ăn cướp rồi phức tạp. Tụng kinh trước tụng kinh sau đâu có làm sao đâu. Bây giờ tôi chỉ anh nha. Anh ra ngoài đường anh ngồi đi chừng chút thôi, rồi anh thấy đó, người qua kẻ lại là sao. Có mặc một thứ quần áo không hay nhiều thứ vậy? Mấy cái bà này nhiều chuyện quá, mặc đủ thứ hết rồi. Nó mặc thứ á, phải không? Như vậy Đức Phật của chúng tôi đó, Ngài hiểu được cái hoàn cảnh của chúng sanh, Ngài cũng biết được cái tâm lý của chúng sanh. Bà thì mặc màu đỏ, bà mặc màu vàng, anh thì mặc màu trắng, người mặc màu nâu. Thấy không nè? Trong Phật giáo cũng vậy. Người thì ở miền Bắc thì mặc áo đàm, người miền Nam thì mặc áo lam. Chỗ thì nhiều màu. Cái đó tức là cái tâm lý của quần chúng. Cho nên khi Đức Phật thuyết pháp đó, thì Ngài đâu có tự đặt ra. Giới luật của nhà Phật, Phật chế, Phật đâu có đặt ra. Mà đệ tử của Phật phạm thì Phật mới chế, còn không phạm thì thôi. Có một lần tôi đi giảng ở trên Lâm Đồng, lâu rồi không nhớ năm nào nữa, trước giải phóng rồi. Mà quý vị biết là lúc đó tôi mới có hăm mấy tuổi à, 26, 27 tuổi rồi, còn trẻ lắm. Cho nên họ kiếm chuyện đó, họ gây sự với tôi á. Cái tôi đang giảng vậy, cái có ông đạo hữu đó, ông cầm con bồ câu, mà một cái tay thì để với cái lườn, tay thì bố cái cần cổ. Ông đưa lên ông hỏi chứ thầy giảng sư, con bồ câu này sống hay chết? Chết tươi rồi. Nói gì được, thì mày nói sống nó bóp chết, mà nói chết nó để sống. Tôi không biết làm sao tôi trả lời hả. Á chà,
Mà trong kinh là đâu có Phật đâu có dạy mấy cái chuyện đó. Quý thầy đọc kinh có thấy Phật dạy cái chuyện bồ câu sống chết không? Không có. Bây giờ tôi cũng biết là làm sao hết. Nhưng mà cũng hay. Thuộc cái lanh trí đó nha, chứ không thôi đâu biết rồi. Quần chúng thì ở dưới đó, người thì cũng bực mình, mọi người thì cũng thích để coi mình trả lời sao. Chứ không phải là họ bực mình hết đâu. Họ chờ có tôi trả lời sao. Tôi có biết gì đâu mà trả lời. Tôi mới bỏ cái ghế xuống. Tôi mới... Cái thế tôi vừa đứng vừa ngồi mà. Tôi hỏi đạo hữu nói tôi đứng hay ngồi. Hãy nói anh ngồi tôi đứng mà nói đứng tôi ngồi. Anh thế là cái rồi hội trường vỗ tay cái anh mắc ở quên đi bỏ mặt. Cũng là thuốc trị đó. Bởi vì tôi học ở trong trong duy thức thì nó có mấy cái cách là đối trị đáp. Đối trị đáp, nhất hướng đáp và đối trị đáp. Cái đối trị đáp có nghĩa là gậy ông đập lưng ông. Tức là mình dùng cái câu hỏi đó mình hỏi lại. Tức là mình không ăn mà họ cũng chẳng gì, chẳng thua. Mình chẳng thua, họ cũng chẳng ăn, thôi quề. Thế thôi. Thế thì quý vị thuốc, đó là thuốc. Như vậy tôi nhớ rằng thầy tôi đọc ở trong cái giới đàn tăng đó, thầy nói pháp là thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Và tôi cứ nhớ mãi và trong đầu óc tôi lúc nào cũng thấy rằng Phật thuyết pháp, mà pháp của Phật tức là thuốc. Mà thuốc của Phật đó là Ngài dùng cái tâm lý. Dùng cái tâm lý. Cho nên là Phật thuyết rất nhiều cái pháp môn. Người đời họ không hiểu, họ đến chùa này chùa khác rồi họ nói là phức tạp này kia khác nọ đó, tức là họ chưa đi sâu vào trong cái giáo lý của nhà Phật. Họ cũng chưa nghiên cứu vào cái gì, cái nghi lễ của nhà chùa. Rồi từng cái địa phương khác nhau. Tức là chúng ta ra miền Bắc chúng ta tụng kinh khác. Chúng ta ở Huế chúng ta tụng khác, mà ở Sài Gòn chúng ta tụng kinh khác. Thì cái khác này nó tùy theo cái văn hóa, cái tập tục ở mỗi địa phương. Giáo hội đang chỉnh đốn để làm một cái nghi lễ mà thống nhất cả toàn quốc. Biết bao nhiêu năm nay nhiều vị tôn túc có cái hướng đó, nhưng mà cũng chưa dạy có cái giải pháp nào gọi là tối ưu. Thì chúng ta thấy rằng cái tình cảm. Vì vậy cho nên tôi nói rằng Ngài còn cái biệt hiệu của Ngài đó là Vô Thượng Đại Y Vương. Nghĩa là chữ vô thượng có nghĩa là vô là thượng, có nghĩa là không ai trên, không còn ai trên nữa, gọi là vô thượng. Đại Y Vương tức là một ông thầy thuốc, mà thầy thuốc có thế gian không thể hơn được. Bởi vì sao? Hành giả đệ tử của Phật mà học giáo lý rồi tu tập cái giáo lý đó được thoát ly sanh tử luân hồi. Mà thoát ly sanh tử luân hồi gọi là không chết. Đó nè. Còn mình uống thuốc của thế gian, thầy thuốc của thế gian là chúng ta kéo dài mạng sống thêm chút nữa thôi. Giờ tôi nói cái chỗ này, cái điểm đặc biệt ở chỗ này. Thế thì đây là cái phần thứ hai ở trong Tứ Diệu Đế, gọi là tập đế đó. Cái chúng tôi muốn nói tức là cái phần tập đế của Tứ Diệu Đế. Cái nguyên nhân gây ra cái quả khổ thế gian này là ái dục, chứ không có cái gì khác hết, là ái dục. Thế nè, tất cả những cái nỗi khổ gọi là quả khổ của thế gian, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu không được là khổ, thương người đó rồi xa lìa người đó là khổ, ghét người đó gặp lại là khổ, ngủ ấm, thế nè, năm ấm ở trong con người của chúng ta đó, lúc thì tăng lúc thì giảm, tức là đấu tranh với nhau làm cho con người khổ. Nên nè,
rồi khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, tất cả những cái đó nó thuộc về quả khổ. Nhưng mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta đó là cái nguyên nhân mà gây ra cái quả khổ đó là ái dục. Hoàng tử này với hoàng tử kia bất hòa, rồi trong gia đình cha con bất hòa, xóm giềng với nhau bất hòa, là tất cả đều do ái dục. Hai người ở hàng xóm này nhổ cái cọc hàng rào cắm qua cái đất của ông kia, hiểu nè, thế là sinh ra mâu thuẫn và mấy người con của ông giác dao chém. Như vậy có phải là ái dục không? Thì tôi kể chuyện này quý vị nghe. Cái bà ở bên nhà đó, hai cái nhà ở kế bên ở phố mà, thì cái bà A đó bà nuôi con chó 4 tháng. Sáng bữa nào nó cũng chạy qua cái nhà ông B, mà ông B là ông Phật tử đó nha. Vợ chồng tối nào cũng gõ mở tụng kinh hết trơn, sáng tụng kinh, tối tụng kinh, siêng năng lắm. Thế thì sáng hôm nọ con chó của cái bà hàng xóm nó qua, thì ông ngồi uống nước trà, ông thấy rằng nó chụp con gà. Ông nuôi 2 con gà ác để làm kiểng chơi thôi chứ không mua bán gì. Thế thì ông thấy con chó nó chụp con gà, ông sợ nó chụp chết con gà này, sẵn chiếc guốc của bà vợ để dưới cái thềm nữa, ông phan trúng con chó. 4 cẳng nó dơ lên, nó kêu ẵn ẵn ẵn. Thì cái bà chủ chó nó, bà chạy qua, bà thấy con chó bà chết, bà chửi. Ban đầu chửi trâu, chửi bò, chửi heo, chửi gà, đủ thứ. Cuối cùng anh bà chửi cái quân gõ mỏ tụng kinh mà tàn ác. Thôi hết phường. Thế thì cái ông Phật tử này, ông săn tay áo quý vị, tức là ra ăn thua với cái bà hàng xóm này. Tôi chửi cao cầu, không biết chửi ai quý vị. Chửi từ Đức Phật, chửi xuống. Mình là cái quân gõ mỏ tụng kinh chứ gì, mà chửi hết cái quân này rồi đấy. Quá sức rồi, tự điển ra không có đâu mà. À thế là ông săn tay áo lên, bà vợ bà nghe lùng xùm ở trước, bà lên bà nói: ông ơi, cái cơ hội này là cơ hội vợ chồng mình tu. Ông êm liền. Thế là uống thuốc đó quý vị. Bà vợ cho cái thuốc uống đó. Cái cơ hội này là cơ hội vợ chồng mình tu. Cho nên từ cái giận của ông săn tay áo, ông nói cái ông êm luôn, không có chuyện gì hết. Có phải là thuốc không? À, nhẫn nhục trừ gì? Trừ sân si. Mà nếu như bà vợ bà không lên, bà giống cái tiếng chuông cảnh tỉnh đó, thì ông này là săn tay áo, là ăn thua với cái bà hàng xóm. Rồi cái này mấy tháng sau, cái này mấy người đi chùa. Bữa đó chùa tôi tổ chức bông hồng cài áo tối rằm tháng 7. Hai người gặp nhau, cái bà chủ con chó đó, bà mới nói: nếu bữa đó mà chú không nhịn tôi, tôi với vợ chồng chú thành cháu heo. Từ hai vợ chồng nói: thôi bữa nay về chùa nghe thầy thuyết pháp bông hồng cài áo, tức là hòa thuận lại bình thường. Cho đến bây giờ hai cái gia đình đó vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, vẫn làm Phật tử thuận thành đàng hoàng. Cho nên tôi thấy có những cái điểm hay đó, có những cái điểm mà chúng ta cần học đó, chúng ta cần uống thuốc của Phật đó, chúng ta mới lành bệnh. Như vậy thì hai vợ chồng này đang tiếp tục tu hành do uống cái thuốc này, mà chắc chắn là hai vợ chồng được thoát ly sanh tử. Tôi có một cái kỷ niệm mà lúc bây giờ tôi mới có 10-15 tuổi thôi. Thì năm đó thì thầy tôi cho tôi xuống với trường Lưỡng Xuyên ở Trà Vinh học cái lớp sơ cấp. Thì trong cái thời gian học thì có một Phật tử trong ban bảo trợ của nhà trường. Thì bà Phật tử này rất là tín tâm, bà cúng dường cho tăng sinh quần áo,
giày dép, gạo, nói chung là bà lo rất là chu đáo cho cái lớp học đó, 27 vị. Gia đình mới báo cho nhà trường là bà hấp hối. Thì thầy giáo thọ mới dẫn bốn anh em tăng sinh chúng tôi xuống nhà của bà để niệm Phật tiếp dẫn. Thì mấy anh em cũng chuẩn bị đi. Thì thưa quý vị, ngày xưa đâu có xe cộ như mình bây giờ. Thầy giáo thọ thì đi xe đạp, còn bốn anh em tôi thì đi bộ. Nên tới nhà đó thì bà mất rồi. Thì thầy giáo thọ tôi mới nói anh em đứng hai bên. Thầy đến thầy mới rờ từ ở trên trán xuống mặt, xuống tới ngực, xuống tới đầu gối, xuống tới bàn chân. Thầy nói với anh em chúng tôi, thầy nói bà đọa địa ngục rồi các con ơi. Tôi có biết địa ngục là gì đâu, còn nhỏ mà. Thầy mới nói rằng bà lạnh từ cái ngực xuống một chút, xuống tới cái rúng đó, lạnh xuống tới với bàn chân nó nóng, nó nóng như là người lên cơn sốt vậy. Thì sau này tôi học duy thức thì tôi mới biết, chứ còn lúc đó nhỏ chưa có học. Trong duy thức thì người ta nói thế này: khi cái người lâm chung, tức là chết á, thì chúng ta đến chúng ta quan sát coi nó nóng ở chỗ nào cuối cùng. Mà cái hơi nóng á, cuối cùng là cái thân trung ấm, thì họ ra ở cái nơi đó. Thì trong đó thì cái bài kệ đó nói thế này: thánh đảnh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cước ly, địa ngục khước tâm sức. Nếu mình rờ mà cái người chết đó, mà nóng ở trên cái đỉnh đầu, thế là người đó sanh về bậc thánh. Mà nếu cái hơi nóng, nóng ở cái mặt, là người đó họ sanh về cõi trời. Mà cái hơi nóng ở cái ngực, là người đó được sanh trở lại làm người nhân tâm. Còn ba cái dấu hiệu cuối cùng đó là cái bụng, nóng ở cái bụng thì đọa làm ngạ quỷ, nóng ở cái đầu gối thì đọa vào loài bàn sanh, còn nóng ở cái lòng bàn chân thì đọa vào địa ngục. Nhân tâm ngạ quỷ phúc, ngạ quỷ tức là ở cái bụng, bàn sanh tất cước ly tức là cái đầu gối, địa ngục khước tâm xuất, nóng ở cái lòng bàn chân tức là đọa vào địa ngục. Thì đó là sau này tôi về Huệ Nghiêm ở Bình Chánh An Dưỡng Địa đó tôi học. Thì Hòa Thượng Hoàng Quang dạy duy thức thì tôi mới biết, chứ lúc đó tôi còn nhỏ tôi đâu có biết. Mà thầy giáo thọ thì nói như vậy, thì thầy mới nói thôi thầy trò mình ráng cố gắng niệm Phật đi con. À, hồi đó cũng không biết niệm như quý vị, là một vị niệm ba câu rồi nghỉ, rồi người khác niệm ba câu cho nó đỡ, đằng này cứ niệm hoài thôi, niệm thôi khô cổ luôn. 2 tiếng đồng hồ như vậy, 5 thầy trò niệm 2 tiếng.
Mà thầy giáo thọ tôi đó, thì ngài lấy cái tay cứ ở dưới, ngài dẫn cái nội lực mà ngài đưa lên trên, thì 2 tiếng đồng hồ thì ngài rờ lại thì bà nóng ở cái ngực, mà còn ở dưới này thì lạnh hết. Thầy mới nói với anh em chúng tôi, thầy nói thôi thầy trò mình cứu bà trở lại làm người ngang đây thôi, chứ mình không có khả năng làm nhiều hơn nữa. Thì thưa quý vị rằng bây giờ tôi có một cái niềm tin về cái cách niệm Phật tiếp dẫn. Có cái niềm tin thôi chứ còn chưa học, chưa có cái gì gọi là thâm sâu, mà chưa có cái gì gọi là nhiệt tình, mà tin là cái phương pháp mà tiếp dẫn nó có cái hiệu quả như vậy. Thì bắt đầu tôi mới tin cái pháp môn niệm Phật này, cho đến khi mà Hòa Thượng Bửu Lai, Hòa Thượng người ở Cần Thơ, ở trong 3 vị Hòa Thượng trong cái Liên Tôn, đó là Hòa Thượng Bảo Huệ là 1, Hòa Thượng Trí Tịnh là 2, Hòa Thượng tôi vừa kể đó, 3 vị Hòa Thượng đó có 3 cái bút hiệu về Liên Tôn. Hòa Thượng Trí Tịnh bút hiệu là Liên Du, tức là lấy cái chữ Liên, Liên Tôn. Hòa Thượng Bửu Huệ, Hòa Thượng Bửu Lai, 3 vị đó, Liên Tôn, Liên Du, Liên Hạnh và Liên Hải, 3 vị. Thì khi Hòa Thượng Bửu Lai dạy Kinh Di Đà, mà bây giờ chúng ta hàng đêm chúng ta đọc, đó là Hòa Thượng Bửu Lai dạy tôi. Thì tôi học cái Kinh Di Đà đó, có một cái điểm mà Hòa Thượng nhấn mạnh nè, mấy chú phải để ý cái đoạn kinh này, bởi vì cái đoạn kinh này là ách yếu của Kinh Di Đà, mà các chú mà không có nắm vững đó, cái đoạn này thì sau này đối với cái tôn Tịnh Độ này mình chưa có nắm vững vàng. Thì thưa quý vị, tôi đã có cái niềm tin với cái pháp môn Tịnh Độ rồi, là cái nhân duyên thù thắng mà lúc tôi đi hộ niệm cho cái bà Phật tử là Ban Bảo Trợ của Phật Học Đường, thì tôi mới chăm chú cái đoạn kinh đó. Thì tôi đọc lại cái đoạn đó để quý vị nghe. Lâm mạng chung thời, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời. Lâm mạng và chung thời nó có 2 cái điểm đặc biệt. Ví dụ như cái hành giả niệm Phật lúc sanh tiền, bây giờ quý vị đi niệm Phật đó, rồi tháng này thì đi cái đạo tràng này, tháng sau đi cái đạo tràng kia, còn những cái thời gian mà không có đi đạo tràng thì ở nhà mình niệm. Có nhiều vị Phật tử tinh tấn lắm, tức là xong ở Hoằng Pháp rồi thì chạy về Quê Lâm, Quê Lâm xong rồi chạy về dưới Liên Hoa Cần Đước. Tôi đi giảng tôi gặp mấy vị đó gặp hoài à, cũng tinh tấn lắm. Đó là cái nhân niệm Phật. Thì lúc mà hấp hối ở trên giường bệnh á, là cái người bệnh đó họ thấy, họ thấy cái hiện tượng có thánh chúng
có hoa sen, có người đến tiếp dẫn. Mà nhất là họ thấy cái hoa sen, bởi vì họ niệm thì ở ao thất bảo cái ngó sen đó nó thành tựu và nó ghi cái tên của cái người niệm Phật ở trong cái ngó sen đó. Tôi giảng cái bài ý nghĩa hoa sen trong ao thất bảo đó, quý vị nghe lại cho nó kỹ chỗ đó. Niệm Phật thì được ghi tên ở trong ao thất bảo, bởi vì cái thai của người niệm Phật đó nó không phải cái thai của người phàm phu ở trong bụng mẹ là cái ngó sen. Cái thai của người niệm Phật là cái ngó sen. Hãy mình khởi, mình dụng công niệm Phật, tức là cái ao thất bảo, trong ao thất bảo đó có cái ngó sen đó, nó thành tựu. Mà cái tên của cái người niệm Phật đó đã có trong cái ngó sen đó rồi. Thì khi cái ngó sen đó nó thành cái trái, rồi nó thành cái búp sen, rồi nó thành cái hoa sen đó. Chứ không phải là cái thai mà giống như cái người thường của mình là ở trong bụng mẹ, không phải. Ta gọi là thánh thai, là cái hoa sen. Mà cái hoa sen đó là do cái công đức niệm Phật của chúng sinh ở cõi Ta Bà này, hay là tất cả các quốc độ khác, chứ không phải tự nhiên. Tức là chúng ta nói theo đạo Phật là phải có nhân có quả, chứ còn nói tự nhiên là không phải là giáo lý của Phật. Mà chúng ta tin như vậy đó, nó không phải là chánh tín tự nhiên. Thế thì cái người hấp hối trên giường bệnh đó, họ thấy hoa sen, và họ thấy những cái việc làm của họ ở trong lúc sanh tiền đó, như là cái cuồng phim nó quay lại minh minh bạch bạch, rõ ràng, không có thiếu sót cái gì hết. Còn nếu như cái người đó họ tạo cái nhân ngũ nghịch thập ác, thì bây giờ cũng ở trên cái giường bệnh, cái giờ hấp hối đó, họ thấy cái cảnh tượng nó quay lại rất là hãi hùng: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chứ không thấy thánh chúng, không thấy ao liên trì, không thấy hoa sen đâu. Bị nhân quả mà. Cho nên mình đi hộ niệm, thường thường đi hộ niệm, mình thấy cái người mà gần chết đó, họ có cái hiện tượng ghê tới sợ lắm. Ban đêm đó họ dậy họ hét. Lúc mà tôi dạy ở Tổng Lâm, có cái một tăng sinh ở Biên Hòa, mà cô ruột của cái chú tăng sinh này bệnh, chú mới thưa với tôi lên trên đó để sám hối cho bà cô, nghiệp chướng được tiêu trừ, cái bà bệnh lạ quá. Thì tôi mới mời thêm mấy vị tăng sinh nữa lên Biên Hòa. Thì quý vị biết rằng tôi vô trong cái nhà đầu tiên, tôi thấy tôi rùng mình. Nhà thì nghèo, cái vách làm bằng phên tre, mà cái giường của cô nằm thì cách cái vách đó khoảng chừng 5 tấc, bởi vì mình đi mà nó không thông thả thì không có rộng lắm. Thế thì cô nằm ở đó mà khuya cô ho một tiếng đó, thì một cục máu đó khạc ra, nó dính ở trong cái phên tre, mà tôi đếm không biết bao nhiêu dấu hết mà không chết. Ở đằng đầu giường nó lấy một cái bồn bằng đất nung, rồi lấy cái tấm thớt, rồi để cái dao cắm vô. Nội thấy nhiều đó thì quý vị thấy là da gà, da gì cũng nổi hết trơn, sợ quá. Thì chú mới nói rằng cô con một đêm đó là giết 40 con heo, mà cô mới có 40 tuổi, không có lớn lắm, mà nằm
cái bộ xương đó nó sát ở dưới giường, tức là không còn có xương không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng làm sao mà cứ ho mà khạc ra một lần là một cục máu bằng ngón tay cái về dính ở trong cái phên tre đó vậy, mà tôi đếm không có đếm được cái dấu nhiều đâu. Thế thì tôi với mấy tăng sinh mới khai từ bi sám pháp đạo tràng, rồi đọc, rồi chỗ nào lạy thì lạy. Đại khái vậy. Cái chú tăng sinh đó là cháu ruột của cái cô đó. Mấy thầy trò tôi lại tôi tụng. Thế sau có 2 ngày rưỡi, chưa được 3 ngày rồi cô chết. Mà khuya đó thì cô giống như là làm heo vậy, la hét rồi khọ khẹt rồi này, cái những cái hiện tượng dễ sợ. Vì vậy cho nên người niệm Phật thì cái giờ phút hấp hối đó, thấy hoa sen thánh chúng và cái cuồng phim mà mình niệm Phật, mình tu hành, nó quay lại cái cuồng phim đó. Còn nếu tạo cái nghiệp ngũ nghịch thập ác thì trong cái giờ đó cũng thấy địa ngục ngạ quỷ súc sinh nó hiện ra cái cuồng phim đó, không thể chối được. Thì cái giai đoạn lâm chung thấy như vậy đó, thì đến cái giai đoạn lâm mạng là thấy như vậy, còn lâm chung tức là chung thời đó, chết rồi thì mình thấy cái hiện tượng gì, thấy cái cảnh gì thì thần thức mình sẽ vào cái cảnh đó. Bởi vì cái nghiệp thế thì nó có 2 cái chức năng. Thứ nhất tức là cái thần thức của chúng ta đó, khi mà mình mới chết thì nó là cái thần thức. Mà nếu như cái nghiệp mà cực nặng đó, thì cái thần thức này sẽ đọa trong ác đạo tức khắc, không qua cái giai đoạn là thân trung ấm. Mà mình tạo cái nghiệp cực thiện thì mình được sanh lên cái cảnh giới an lành, hoặc giả sanh lên cõi trời, hoặc giả là vãng sanh cực lạc, tức khắc không qua cái giai đoạn thân trung ấm. Còn nếu như cái nghiệp bình thường, tức là cũng có thiện mà cũng có ác, không có cực thiện mà không cực ác, thì cái thần thức này nó phải sang cái giai đoạn trung gian, đó là thân trung ấm. Ở bên Phật giáo Tây Tạng, bên Mật Tông thì người ta nói cái này rõ lắm. Cái thân trung ấm đáng lẽ nó không phải là thân, không thể gọi nó là thân, bởi vì thân này nó phải có sắc tướng. Như chúng ta ngồi ở đây đó gọi là thân, còn cái này là không có sắc tướng thì sao gọi là thân. Vì cái thân trung ấm đó, nó rất là nhạy bén, tức là hay biết, rất là tế nhị, không có thiếu sót một cái gì hết. Cũng như là cái thân con người của chúng ta hiện hữu vậy, từ cái chỗ là nhạy bén hay biết cho nên tạm gọi là thân. Nhưng mà thực tế là không có cái sắc thân này, không có cái hình tướng. Như vậy cái thân trung ấm này thọ cái nghiệp, và họ làm 2 cái chức năng, tức là thọ nghiệp và dẫn nghiệp. Như vậy mình tạo cái nhân niệm Phật thì thọ nhận cái nghiệp niệm Phật, rồi dẫn cái nghiệp niệm Phật này vãng sanh. Mà nếu như cái người đó họ tạo cái nghiệp ngũ nghịch thập ác thì họ thọ cái nghiệp ngũ nghịch thập ác dẫn họ vào trong địa ngục để thọ báo, tức là không có cái bàn tay vô hình nào hết, dứt khoát. Tức là mình làm mình chịu, chứ không có cái bàn tay vô hình, không có Thượng Đế, không có Ngọc Hoàng nào xen vô cái chỗ này. Như vậy để chúng ta thấy rằng
khi lâm chung đây nè, mà hai cái giai đoạn tôi nói đó, lâm mạng là mình thấy cái hình ảnh cái nghiệp của mình làm lúc sanh tiền nó quay lại cái cuồng phim đó, khi chết thì cái nghiệp gì chúng ta vào cái cảnh đó. Thế thì cái người đó họ tạo cái nghiệp súc sanh, thì họ thấy cái cảnh súc sanh ở cái giai đoạn một tức là lâm mạng, thì giai đoạn thứ hai tức là họ thấy thai lừa bụng ngựa, chứ đâu thấy hoa sen được. Mà họ thấy thai lừa bụng ngựa, họ cho rằng chỗ đó là đẹp, là vui, gọi là kỳ hoa dị thảo, nó giống như đi đầm sen, đi suối tiên chơi vậy, thích lắm cái nghiệp đó mà. Tôi giải thích cái chỗ đó để quý vị thấy nè. Ba người cùng đi một con đường A và B, tức là từ điểm A đến điểm B, ba người cùng đi. Nhưng mà đi được một phần đường thì cái người thứ nhất đó, họ thấy cái sòng bạc. Vì cái anh này anh thích bạc cho nên anh nhào vô cái sòng bạc. Còn hai người này không thích, họ đi bình thường. Bây giờ hai người này nắm áo kéo trở lại, kéo ra kéo không ra. Nó hút cái sòng bạc, nó hút. Nó có một cái lực vô hình, nó hút cái người đam mê cờ bạc vào cái sòng bạc đó, thì gọi là nghiệp. Còn hai người này không thích đánh bạc thì họ đi bình thường. Thì bây giờ quý vị nghĩ là cái sòng bạc nó có kêu gọi không? Nó có rủ ren không? Nó có nói gì không? Tại sao người đó họ nhào vô? Là vì cái sức mạnh của nghiệp nó hút cái người mê đánh bạc, họ nhào vô cái sòng bạc. Còn người không thích là họ đi bình thường. Cùng thời đó thì hòa thượng dạy tôi, hòa thượng nói rõ cái chỗ đó, tức mình đọc thì lâm mạng chung thời thì thôi, chứ mình không hiểu thêm bớt gì nữa hết. Giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, cái này là cái thực tế đó. Có một vị Phật tử ở quận 3 mà đi Vũng Tàu và ghé mà thăm tôi và mới kể chuyện thế này. Con kể chuyện thầy nghe, chuyện có thiệt không bao giờ tin. Tôi nói ủa, nay có cái chuyện lạ vậy, cái chuyện có thiệt không bao giờ tin. Thì con ngồi con niệm Phật trên cái bộ sa lông, cháu nội con nó ngồi nó học bài, cái cửa sổ đó nó mở, nó chỉ để cái đèn nó học thôi, còn nó tắt cái đèn neon để cho bà nội niệm Phật. Thì con niệm đâu chừng 5-10 sâu chuỗi gì đó, cái nó chạy ra nó nội. Mấy sư thầy đi đâu vô trong cái hẻm nhà mình mà đi quá trời ơi. Bà mở cửa ra bà không thấy sư thầy nào trời. Bà nói đâu có con, con thấy gì đó. Thì nó nói con đứng lên cái ghế con dòm ra con thấy con mới nói với bà nội, chứ không phải là con nói giỡn đâu. Thì bà mới nghĩ rằng thằng bé nó không có nói láo. Bà biết cháu bà mà, nó không có nói láo đâu. Nhưng mà nó thấy cái hiện tượng này thì bà khó tin quá. Bà mới mở cửa bà đi vô cái nhà. Thì trong cái hẻm của bà đã có một gia đình của bà với một gia đình thứ hai là Phật giáo thôi. Còn ngoài ra là bình thường. Bà mới chạy vô bà gõ cửa. Cái người bạn đó mà. Bà gõ cửa thì nhà mới mở cửa ra. Bà hỏi chứ nhà làm cái gì mà đi rước quý sư thầy đến đi đông vậy. Cái người chủ nhà nói đâu có, em đâu có rước ai đâu, tụi em đang niệm Phật tiếp dẫn cho ông bố em ở đằng sau. Thế là ở nhà đang niệm Phật tiếp dẫn cho ông cụ hấp hối ở đằng sau nhà. Mà thằng bé nó thấy là sư thầy đó đi vô cái hẻm đó mà đi dự cái lễ gì, nó kêu bà nội nó. Như vậy đó,
thì bà mới suy nghĩ rằng đó là thánh chúng, họ đến họ tiếp dẫn cái ông cụ mà gia đình đang niệm Phật ở nhà đó, chứ đâu có đám tiệc gì đâu mà trai tăng thì cũng phải mời buổi sáng với ai cúng trai tăng buổi tối, có phải không? Quý vị suy nghĩ có chư tăng nào họ đi dự lễ mà 10 giờ rưỡi tối đâu, chỉ có đi liệm đám ma đi tiếp dẫn thôi, chứ còn ngoài ra không ai đi dự lễ 9-10 giờ đêm hết. Thì bà Phật tử đó bà mới kể tôi nghe như vậy, tôi mới nói đó là thánh chúng, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, tức là cái hành giả niệm Phật mà cái giờ phút chết đó, đó nè, có người tiếp dẫn và cái nhân quả nó đã thuần thục thì thánh chúng đến trước mặt của cái người chết đó để làm cái việc là tiếp dẫn họ về cực lạc. Như vậy bây giờ cái hoa sen từ ao thất bảo nó bay tới trước mặt của cái người bệnh, cái người chết đó. Và khi hoa sen bay đi thì có thánh chúng họ cùng đi một lượt với cái hoa sen đó để tiếp dẫn người niệm Phật về nước cực lạc. Cho nên cái câu kinh mới nói là giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Bây giờ các vị thánh chúng như là Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và Thượng Thiện Nhân, tức là bạn đồng tu của mình ở bên tịnh độ, vô số vô lượng, họ đến trước mặt cái người lâm chung đó. Cho nên có cái câu là giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thế thì bây giờ họ không thấy là địa ngục, họ không thấy cảnh tượng ngạ quỷ, họ không thấy cảnh tượng là bàn sinh, mà họ thấy thánh chúng là hoa sen, là vì cái nhân quả của họ đã thuần thục, mà họ đã thấy cái hiện tượng vãng sanh khi họ còn nằm hấp hối trên giường bệnh. Thì bây giờ chết rồi thì họ theo cái hoa sen mà họ về ao thất bảo. Thị nhân chung thời tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh. Cái đoạn này khó đó. Cái đoạn trước thì nó tương đối dễ, cái đoạn sau này khó. Thị nhân tức là người đó, người đó tức là cái người hành giả niệm Phật đó, cái người chết đó. Thị nhân chung thời, người đó khi chết rồi tâm không điên đảo liền được vãng sanh. Cái chỗ này nếu mà mình không có nghiên cứu, mình không có học hỏi kỹ thì chỗ này mình lầm. Mình lầm ở chỗ này. Nếu như mình giảng một chiều, mình hiểu một chiều thì cái người chết đó họ niệm Phật lúc sanh tiền giờ này, tâm họ không điên đảo thì họ được vãng sanh. Còn tâm họ còn điên đảo, họ có được vãng sanh hay không? Thế thì Hòa Thượng dạy tôi, Hòa Thượng đặt cái câu hỏi đó: người niệm Phật mà giờ phút chết này tâm không điên đảo liền được vãng sanh, còn những người niệm Phật mà tâm còn điên đảo thì giờ này có được vãng sanh hay không? Tôi giơ tay tôi trả lời, tôi nói bạch ngài không. Tôi trả lời liền, tôi nhạy bén lắm. Ngài mới nói con về con đọc 48 lời nguyện của Phật A Di Đà coi. Tôi quê quá trời quá đất, quê quê quá. Chỗ này là chỗ ăn khách đó. Bởi vì ngài phát nguyện rằng khi tôi thành Phật, có kẻ thiện nam người thiện nữ nào chấp trì danh hiệu của tôi mà niệm và cầu vãng sanh cực lạc, nghiệp họ vẫn còn tham sân si, mà khi họ chết tôi không tiếp dẫn họ về cực lạc, tôi thề không ở ngôi chánh đẳng chánh giác, đới nghiệp vãng sanh. Rõ chưa nè?
Thế thì mình giải thích như vậy, mình hiểu như vậy là còn cái nguyện của Đức Phật A Di Đà mà tiếp dẫn chúng sinh còn nghiệp mà vãng sanh còn đới nghiệp thì sai rồi. À, chúng ta bỏ sót ở chỗ đó. Thì bây giờ Ngài Thiện Đạo, Ngài Thiện Đạo giảng cái chỗ này, tôi nói rõ chỗ này quý vị. Bởi vì Đức Phật A Di Đà phát nguyện thì phải, Ngài phải làm đúng cái lời nguyện của Ngài, chứ Ngài đâu có thể làm sai được. Ngài tiếp dẫn chúng sinh niệm Phật mà lúc lâm chung nó tham sân si còn, mà Ngài không tiếp dẫn họ về cực lạc thì Ngài thề không ở ngôi chánh đẳng chánh giác. Cho nên ở chỗ này để chúng ta hiểu thế này, có hai trường hợp. Cái người niệm Phật đó bây giờ nhất tâm bất loạn thì vãng sanh, nhưng mà họ vãng sanh ở thượng phẩm được. À, họ thượng phẩm bởi vì chín phẩm sen vàng đó mà. Tức là thượng, trung, hạ, mà mỗi cái thượng nó chia làm ba: thượng phẩm thượng sanh, rồi thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, tức là ba bậc của thượng phẩm. Rồi đến trung phẩm: trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Đó là ba bậc của trung phẩm. Ba bậc của hạ phẩm là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, tức là ba bậc của hạ. Trong đó chia ra chín phẩm. Vì vậy cho nên hành giả niệm Phật mà giờ phút lâm chung nó nhất tâm bất loạn được vãng sanh, vãng sanh về thượng phẩm. Có thể là thượng phẩm thượng sanh, có thể là thượng phẩm trung sanh, có thể là thượng phẩm hạ sanh, nhưng mà ở cái trung phẩm. Thế thì bây giờ cái hành giả niệm Phật mà đến giờ phút lâm chung nó còn nghiệp thì cũng được vãng sanh, nhưng mà ở hạ phẩm hay là trung phẩm, mình không được ở thượng phẩm. Thế thì chúng sinh mà vãng sanh về thượng phẩm thì quý vị này thấy Đức Phật A Di Đà, còn ở trung phẩm thì chỉ thấy được Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí, còn cái hạ phẩm thì chưa được thấy, mà chim ca lăng tần già cộng mạng khổng tước thuyết pháp, rồi cây thuyết pháp, rồi nước thuyết pháp, gió thuyết pháp, cái gì cũng biết thuyết pháp hết. Họ ở trong cái hạ phẩm đó mà họ nghe pháp, rồi phải tu, còn phải tu nữa bởi nghiệp mình còn mà. Nhưng mà dù muốn dù không thì hành giả ở cái phẩm nào ở bên tịnh độ đó cũng là bất sanh bất diệt, cũng chứng được ngôi bất thối. Nhưng mà cái hoa sen nó nở chậm nở mau mà thôi. Người ta ở cái thượng phẩm thì nó nở gấp 2 ngày nó nở, 7 ngày nó nở, 49 ngày nó nở. Còn mình ở cái hạ phẩm này 1 kiếp mới nở, 2 kiếp mới nở, dài vậy đó chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà thôi kệ, chừng nào nó nở nó nở, nhưng mà mình không có sanh tử luân hồi nữa thôi. Còn riêng tôi đó thì cũng không có ước ao gì cái phẩm nào hết, mà làm cỏ bên đó cũng được. Ở bên Ấn Độ, ở bên cực lạc nó có hai cái loại cỏ: cỏ chi, cỏ lan. Mình đến cái ao thất bảo mà mình ngồi đó để mình tọa thiền hay mình niệm Phật gì đó, ở bên cái ao đó mà ngồi trên cỏ chi, cỏ lan nó cũng hấp dẫn rồi. Cho nên tôi nguyện thành cỏ rồi thôi. Nhưng mà cỏ bên tịnh độ chứ cỏ bên đây bò ăn tôi không chịu đâu. Như vậy để chúng ta giải quyết được cái đoạn kinh đó là người nhất tâm bất loạn thì chư Phật và thánh chúng cũng tiếp dẫn mình về cực lạc, nhưng ở phẩm cao là thượng phẩm. Còn chúng sinh mà lúc lâm chung đó nghiệp còn, mình niệm dở, mình tu không bằng bạn đồng liêu của mình, còn dở mình còn nghiệp, mình cũng được vãng sanh mà ở cái hạ phẩm. Vì sao? Vì Đức Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh mà
chúng sinh còn nghiệp cũng được về vãng sanh cực lạc, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Chứ chúng ta hiểu một chiều, tức là nhất tâm bất loạn được vãng sanh, mà không nhất tâm bất loạn thì không được vãng sanh, thì trái với nguyện của Đức Phật A Di Đà, ngày nguyện đàng hoàng. Cho nên nói phải có chứng cứ, chứ không có nói khơi khơi được.